thuốc dạ dày nha truyền mà ngũ kẻ chủ trị viêm lết dạ dày chảy máu dạ dày trào ngược dạ dày viêm lết hang vị vị dạ dày viêm lết thành tai tràng ngày uống 2 lần mỗi lần tối với nước chín mỗi lần 2 thìa cà phê trước bữa ăn nửa giờ chú ý không kiêng đồ chua cay nóng riêng trào ngược dạ dày kiêng thêm dầu ngọt